các ngân hàng Việt Nam ráo riết giảm sở hữu chồng chéo cổ phần trước hạn chót. Tin đến từ Sài Gòn cho hay các ngân hàng Việt Nam đang ráo riết giảm tình trạng sở hữu chồng chéo cổ phần lẫn nhau trước hạn chót là tháng 6 năm tới, nhằm tuân thủ những quy định có hiệu lực vào tháng Giêng năm nay. Báo Nikkei của Nhật Bản hôm thứ Tư đưa tin, ngân hàng ngoại thương Việt Nam Techcombank, một trong 4 ngân hàng quốc doanh lớn nhất Việt Nam, vừa loan báo kế hoạch bán cổ phần tại ngân hàng quân đội MB và ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank trong tháng 10, nhằm đưa số cổ phần của Techcombank trong cả hai ngân hàng kia xuống dưới 5%. Ngoài Vietcombank, 3 ngân hàng quốc doanh lớn khác cũng đã giảm tình trạng sở hữu chéo lẫn nhau. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã phải bán bớt 50% cổ phần tại Quỹ Đầu tư Mạo hiểm BIDV Vietnam Partner hồi năm ngoái. Vietinbank cũng buộc phải giảm cổ phần tại Saigonbank từ 10.4% xuống còn 4.9% cũng trong năm ngoái. Còn Agribank đã bán toàn bộ cổ phần tại Liên Việt Postbank trước đây trong năm. Cũng theo các quy định mới thì các ngân hàng thương mại chỉ được nắm giữ cổ phần tại tối đa là 2 định chế tín dụng khác và mỗi nơi không quá 5%. Quy định mới cũng cấm chủ tịch, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của một ngân hàng được giữ vị trí điều hành tại bất cứ một ngân hàng nào khác. Hà Nội áp đặt những quy định mới giữa lúc diễn ra hàng loạt vụ xét xử các lãnh đạo ngân hàng về những sai phạm liên quan tới tình trạng sở hữu chéo tại các ngân hàng và các doanh nghiệp khác. Dưới chế độ cộng sản, các ngân hàng ở Việt Nam mắc kẹt trong một mạng lưới chằng chịt những sự sở hữu chéo và rót vốn lẫn nhau. Tình trạng kéo dài từ thập niên 1980 cho đến nay đã tạo điều kiện cho các cổ đông và cá nhân và công ty thành lập những nhóm lợi ích có khả năng chi phối tất cả các cơ sở cho vay này. Điều đó dẫn tới những thông lệ cho vay tồi tệ và hậu quả là bong bóng nợ xấu của toàn ngành ngân hàng.